Chào tất cả các bác nhá. Tiếp tục vào hôm nay thứ hai đầu tuần đây. Ngày 26 tháng 9. Tiếp tục lên đường pin sạc cho các bác nhá. Hơn 100 đơn gửi đi cho các bác. Các bác nào quan tâm đến pin sạc thì liên hệ cho bên em nhá. Sạc 4, sạc 6, sạc 8 này. Anh em dùng gia đình, sự kiện, phòng hát, karaoke. Đây bên em phục vụ cho anh em trên mọi miền Tổ quốc đây. Các bác muốn xem mẫu thì cứ vào kênh của bên em để xem nhé. Em có đăng rất nhiều những cái video các cái mẫu bên em sẵn có đấy. Cả báo giá đầy đủ cho các bác đấy. Ok, em đóng tiếp rồi gửi đi lên đường cho các bác. Chào tất cả các bác nhá.